Và chúng ta cùng đến với xe đấu thứ ba. Bên phía đối bạn khá nhiều chém tuyển, tôi nhìn thoáng qua thấy Panper, một Katha, một Summer. Panper, Sam, Katha, Summer là cung duy nhất của 16 game thủ tuyển bản thầu. Vâng, có vẻ như là trận đấu ở thiếu thứ tư trong xế đầu tiên thua nó hơi bị chạch dây rồi. Bây giờ thì các game thủ bên phía Genvi đang trong công cuộc đi gỡ. Hiện tại thì đang bị dẫn trước 2C. Và chúng ta đang đến với trận đấu đầu tiên trong xế đấu thứ ba. Roman là của lớp 1. Màn hình máy của game thủ Trương Sầu Đời cầm phô. Vâng, chim sẻ cầm AC, như vậy thế sắp xếp đang là khá đẹp dành cho game thủ bên phía KTV, khi mà Fo và AC là hai nhà ở trong cánh và thế sắp xếp cũng rất là gần nhau, rất là dễ ôm. Màn hình máy của game thủ cuối cùng đó là game thủ Chip Boy, người cầm Katarigan cân Katar đội bạn. Như vậy là quân như này tính ra cũng chỉ cân thôi. Bàn phần rất nguy hiểm. Vâng, nói nguy hiểm ở trong tay top 1 thôi. Còn top N thì cầm Panper, nói chung là sự đột biến thì không bằng được top 1 cả. Đen dành cho Chip Boy chết một dần. Đi dò gặp hai sư tử. Khó sống. Màn hình máy của Vân Chim Sẻ, người cầm AC trong trận thiếu này. Chim sẻ thì chúng ta đang thấy một bài đấu mà chưa thấy có nhiều đồ ăn. Trận đấu trước có một bài cầm AC, tình huống đỡ nhà là rất dẻo. Trận đấu này tiếp tục được cầm AC, chúng ta sẽ cùng trận xem liệu chim sẻ có tỏa sáng trận này không. Đối phương có tới hai chém rất tuyển, đó là Pan và Per. Mối nguy hại lớn dành cho những người đánh cung. Màn hình máy của game thủ Trương Sâu Đời, một cái thế được ôm và ôm bản ôm vào mép tường. Nhà khá đẹp, những cánh rừng. Nhà vâng, nhà Trương Sổ Đời là tương đối được. Đang có một pha cầu đôi vòi. Vâng, suýt chút nữa thì con nông dân đã hại đời. Suýt chút nữa bị thằng kia hại đời. May quá. Nếu thằng dân đấy chết chắc chắn một con vòi sẽ quay đầu, Trương sẽ không thể nào mà phi kịp nó được. Mặc dù con về sau nó chết nó hơi xa, nhưng không sao, vẫn đỡ. Còn màn hình máy của game thủ lớp 1 thì sao? Người cầm Roman trận này khá được, đôi voi với hiêu về nhà và có quả phụ với một bài Roman đang đánh với 22 dân. Liệu rằng lớp 1 đã dừng xin dân chưa? Kích 7 phút 05. Màu 6 chết một dân Summer. À xin lỗi, màu 6 là P, màu 7 mới là Summer, tôi đã nhầm từ đầu đến giờ. Vâng, màu 7 mới là Summer. Đối phương dò khá rộng, màu 6 ăn tranh quả với Roman. Vâng, P ăn tranh quả. Với việc tôi cũng chết đi một dân và ăn tranh quả như này, chắc chắn lực của lớp 1 sẽ bị giảm. Khi mà lớp 1 căn một bài hai, đánh 22 dân căn đủ lực, bắt buộc lớp 1 phải lên ăn thêm mấy yêu. Vâng, Chip Boy đang nghi ngờ 9 giờ liệu có ai không. Vâng, ăn tranh cả hiêu luôn. Vâng, bầy hiêu 6, hai con nằm ở ranh giới. Lên đời xong, rất sớm dành cho lớp 1. Sẽ vẫn là một bài ép đời được ở trong 9 với một cái lực gọi là có chứ không yếu. Vâng, 9 50 mấy đây, 59 rồi, cũng được, vẫn là 9 mà, nó 9 cho sang mồm vậy. Và chúng ta sẽ theo dõi màn hình máy của lớp 1.
Đây là một người chém đầu cánh rất quan trọng bởi chim sẻ ở phía bên trong là bài hơi xấu, không đẹp. Công giáp sẽ là đầy đủ cho con ngựa giò, nhưng cần phải chờ một chút. Thời gian nâng cấp nó không phải là ấn một phát xong ngay được. Đội một không có lực đâu ấy. Bài đội một lên xong là kiệt lực ấy, khi mà đã lưng cả công và giáp. Một sáu có vẻ như bài rất xấu, các bạn có thể thấy. Nếu như mà không phát hiện ra bãi quả sát mép bản đồ mà ăn tranh với game thủ lô 1 thì có lẽ màu 6 ngỏm luôn. Không cửa gì để mà sống cả. Chọc yếu nó thôi cũng được rồi. Cho khung nhà. Với pơ như này, không đột biến như này, không chấp. Đá qua mình máy bên kia, mình máy của game thủ Chip Boy. 24/28 vẫn chưa lên đời. Một bài mà Chip Boy rất nhọ mình đi dò gặp rất là nhiều sư tử. Màu 5. Đây là Pan Vidal, không giáp. Pan chỉ có công. 5-8, hai chém cánh của Chip Boy. Vâng, Chip Boy bắt được một giò màu 8 rồi, nhưng màu 8 tiếp tục ra thêm một giò nữa. Đó là Katarian. Như vậy là còn màu 7 trong cánh của màu 6. Đó là Summer. Còn màu 7 trong cánh màu 6 là Summerian. Chip Boy lên đời xong mà có lẽ là chỉ cần ra nhiều phù thôi. Folesian của Thương cần phải lên giáp. Lên giáp. Cánh này hai chém em bắt buộc phải có giáp trong trận này. Thậm chí giáp 4 sớm là càng tốt. Màn hình máy của lớp 1 ở đầu chiều bên kia như nào? Vâng, vẫn còn con trẻ con giò trong này. Và con giò này nó sẽ giúp cho lớp 1 có thể lọt được vào nhà Pơ. Và sẽ khiến Pơ fit. Ui dồi, cái loại đi bộ này khổ đời. Khổ chưa? Đem cái kia đi. Tôi tưởng mà vẫn bị 7 e nữa thì đúng rồi. Vâng, khán giả không đập thì tôi đập. Cả tàn cạnh đây rồi. Công cả phù. Nói chung là bài Pơ không có tí cửa thì với lô 1 cả. Nhưng mà lô 1 đang bị màu 7 đây. Chính phải đẩy ra nhà chính. Cứu lô 1, dân chưa có bánh xe. Đây rồi. Có mà, phối hợp với bảy thứ này chứ. Đừng có bạn ai rồi đánh. Màu 5 đang bắt đầu tạt sang cả nhà chim sẻ. Đó là cái thủ huy người cầm tan. Chim Ba có lên sang cho là cái gì mồm không? Tan rất nguy hiểm. Thế mà có thể vào ông bơm tập trung thăm vàng cho lên tập 4 này. Cách đánh của Thương nó rất mong manh, nhưng cái việc mà lên tháp 4 nó là cần thiết, thực sự rất cần thiết. Trở lại với lớp 1, team phải đã thủ nhà cho lớp 1 thành công rồi. Bây giờ thì Persian chính thức nghỉ, ngồi đọc báo. Ơ có con phù đấy thì ấy đi. Phù lốt thằng dân của nó đi. Màu 7 tiếp tục đẩy quân lên. Đứng lên dốc với chim này. Chim sẻ thì đang bị màu 5 chém vào rất đông lạc đà. Có lẽ chim sẻ là người cũng phải cần phải lên top 4. Vâng, màu 5 các bạn thấy Pamidan đang có rất đông nhưng mà lạc đà. Lơ một tạm thời lùi nhà nhá, chim không cứu đâu. Nó đang bị đẩy. Chém 4 đến đi Pan. Dummy Pan đi. Chim loanh quanh nó sẽ vẫn thủ được thôi, nhưng nó một cần phải câu giờ nhiều hơn. Đừng để 7 đẩy vào luôn. Vàng cho màu 1 lên giáp 4. Không có giáp 4, Pan nó đi cung giáp lắm. Màu 7 đã đẩy và lên ốp A chim sẻ rồi. Thương đâu? Thank you.
Có cung ở nhà và đẩy sang đỡ nhà cho chim sẻ. Đạo quân đi công thì cứ tiếp tục đi công, bắn hết dân Lâm đi. Bay nhà rồi, Lâm yếu rồi. Còn duy nhất một mình màu 7 thôi. Chưa chẳng có ai giáp 4 rồi đấy. Thích thì chơi luôn. Bơm cho chim tân thực gỗ. Đúng rồi. Chip voi sẽ là người dọn rác, dọn hết nhà Lâm đi cho anh. Có bản đồ rồi, thủ nhà thật tốt cho chim sẻ là thắng. Đội bạn có mình có 7 rồi. Lượt 1 thì sao? 32, vẫn còn tham, tham rất to. Mẫu 7 đang có khá đông quân. Vâng, màu lam chính thức fit luôn tuần này. Những pha về ai đang rất gay đến từ game thủ Trường Sầu Đời. Những ở nhà đang màu 8, màu 3. Về thủ A. Đi về thủ A đi. Chim sẻ tạm thời tự thủ nhà tuần này em nhá. 8 rất đông lập đà. Ơ chưa giáp 4 à? Ai cần thực không? Chim sẻ cần thực không? Bơm thực cho chim, thừa thực bơm cho chim Trương ơi. Summer có đẩy AC mà cứ ra được quân đúng không sợ đâu. Sẽ vẫn thủ nhà còn lâu. Lâu không qua được. Màu 7 thông tin báo về bắt đầu đào vàng. Chim cố gắng bắt hết cung của nó đi đỡ mất tay. Vâng, mặt trận bên kia thì Chip Boy cùng với Trương đang đẩy lên nhà mùa 7. Game thủ tí. Thằng 7 đang rất mất tay nhá, bắt hết cung ở nhà rồi cũng đẩy dần lên đi em ơi. Mùa 7 đang có rất nhiều dân ăn vàng. Bây giờ thì đánh đời 3. Tăng A và ốp mùa 7. Vâng, Trương đang có tham lai 82, dồn hết quân lên. Dồn hết quân nhà lên. Dồn tất quân lên. Dồn hết quân lên em ơi. Vơ ai kích dồn hết lên, không phải thủ. Cung lở ra là được. Cung lở ra là thủ được thằng 8. Đi hết quân cho anh. Lở 1 dẫn sáng giờ. Rồi. Bây giờ thì cung lở ở nhà thì đứng hết ở nhà. Hai kích đẩy đi là ốp là chết 1-7. Quấy chảy nước vào đây, hai kích cung đang lên rồi. Ốp rồi. Không, không phải 12 giờ thì đánh chết thằng 7. Kệ thằng 8 ấy. Không phải đánh 8. Cung nhà thì cứ đứng nguyên đấy thôi, mấy cái thằng chém rách nó không dám vào đâu. Mẹ ốp tuần này đấy ông răng. Thì răng rồi đó à. Và như vậy tỷ số là 1-0 trận đấu thứ 3 dành cho game thủ với game TV. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 2 ngay sau đây. Chịp bỏ chết 2 dân sống là còn may.